Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn. Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 13. David hội nghị với quan tướng ngàn quân, quan tướng trăm quân cùng các quan trưởng của dân. David nói với cả hội chúng Israel rằng: Nếu các ngươi lấy điều này làm tốt lành, và nếu sự này do nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta mà đến, thì ta hãy sai người đi khắp mọi nơi, đến cùng anh em chúng ta còn lại ở khắp xứ Israel, và đến cùng những thầy tế lễ và người Lê-vi ở trong các thành địa hạt chúng, để nhóm chúng lại cùng ta. Rồi chúng ta phải thỉnh hòm của Đức Chúa Trời về cùng chúng ta, vì trong đời Sau-lơ, chúng ta không có đến trước hòm giao ước mà cầu vấn Đức Chúa Trời. Cả hội chúng đều nói rằng nên làm như vậy, vì cả dân sự lấy lời ấy làm tốt lành. David bèn nhóm cả Israel lại, từ Si-ho, khe Ê-díp-tô, cho đến nơi vào Ha-mát, để rước hòm của Đức Chúa Trời từ Kiriath-Ye-arim về. David và cả Israel đồng đi lên Ba-a-la tại Kiriath-Ye-arim thuộc về Giu-đa, đặng rước hòm của Đức Chúa Trời lên, tức là Đức Giê-hô-va ngự giữa Cherubim, là nơi cầu khẩn danh của Ngài. Chúng rước hòm giao ước của Đức Chúa Trời từ nhà Abinadab để lên trên một cái cổ mới, còn Usa và Ahio thì dắt cổ. David và cả Israel đều hết sức vui chơi trước mặt Đức Chúa Trời, sướng ca, dùng đờn cầm, đờn sắt, trống nhỏ, chập chọa và kèn mà vui mừng. Khi chúng đến sân đạp lúa của Kidon, Usa bèn giơ tay ra nắm lấy hòm, bởi vì bò trợt bước. Cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va nổi lên cùng Usa và Ngài đánh người, bởi vì người có giơ tay ra trên hòm. Người bèn chết tại đó trước mặt Đức Chúa Trời. David chẳng vừa ý, vì Đức Giê-hô-va đã hành hại Usa. Người gọi nơi ấy là Beret Usa, hãy còn gọi vậy cho đến ngày nay. Trong ngày ấy, David lấy làm sợ hãi Đức Chúa Trời mà nói rằng: Ta rước hòm của Đức Chúa Trời vào nhà ta sao được? Vậy, David không thỉnh hòm về nhà mình tại trong thành David, nhưng biểu đem để vào nhà Obed-Edom là người gác. Hòm của Đức Chúa Trời ở 3 tháng trong nhà Obed-Edom. Đức Giê-hô-va ban phước cho nhà Obed-Edom và mọi vật thuộc về người. Chương 14. Hiram, vua Tyre, sai sứ giả đến David, cùng gửi gỗ bá hương, thợ hồ, thợ mộc, đặng cất cho người một cái cung. David nhìn biết rằng Đức Giê-hô-va đã vững lập mình làm vua trên Israel, vì cớ dân Israel của Ngài, nước người được hưng vượng thêm. Tại Jerusalem, David lại còn lấy vợ khác và sanh những con trai, con gái. Này là tên các con cái người sanh tại Jerusalem: Samua, Sobab, Nathan, Salomon, Giba, Elishua, Enbelet, Noga, Nefet, Yafir, Elishama, Beenyada và Eliphelet. Khi dân Philippines hay rằng David đã được sức dầu làm vua trên cả Israel, thì hết thảy người Philippines đều đi lên đặng tìm người. David hay điều đó, bèn đi ra đón chúng nó. Vả dân Philippines đã loáng đến, tràn ra trong trũng Rephaim. David cầu vấn Đức Chúa Trời rằng: Tôi phải đi lên đánh dân Philippines chăng? Chúa sẽ phó chúng nó vào tay tôi chăng? Đức Giê-hô-va đáp lời cùng người rằng: Hãy đi lên, ta sẽ phó chúng nó vào tay ngươi. Người Philippines kéo lên Ba-an-Pheraxim, rồi tại đó David đánh chúng nó. Đoạn David nói rằng: Đức Chúa Trời có dùng tay ta đã đánh phá các thù nghịch ta như nước phá vỡ vậy. Bởi cớ ấy, người ta gọi chỗ đó là Ba-an-Pheraxim. Người Philippines bỏ các thần tượng mình tại đó. David truyền thiêu nó trong lửa. Người Philippines lại bủa khắp trong trũng. David cầu vấn Đức Chúa Trời nữa. Đức Chúa Trời đáp với người rằng:
ngươi chớ đi lên theo chúng nó, hãy đi vòng chúng nó, rồi đến hãm đánh chúng nó tại nơi đối ngang cây dâu. Vừa khi ngươi nghe tiếng bước đi trên ngọn cây dâu, bây giờ ngươi sẽ kéo ra trận, vì Đức Chúa Trời ra trước ngươi, đặng hãm đánh đạo quân Philistin. David làm y như lời Đức Chúa Trời đã phán dặn. Họ đánh đuổi đạo quân Philistin từ Gabaon cho đến Gê-xe. Danh của David đồn ra trong khắp các nước. Đức Giê-hô-va khiến cho các dân tộc đều kính sợ David. Chương 15. David cất cho mình những cung đền tại thành David và sắm sửa một nơi cho hòm của Đức Chúa Trời, cùng dựng nhà trại cho hòm ấy. Khi ấy David bèn nói rằng: ngoại trừ người Lê-vi, chẳng ai xứng đáng khiêng hòm của Đức Chúa Trời, vì Đức Giê-hô-va đã chọn chúng đặng khiêng hòm của Đức Chúa Trời và hầu việc Ngài luôn luôn. David bèn nhóm cả Israel tại Jerusalem đặng thỉnh hòm của Đức Chúa Trời về nơi người đã sắm sửa cho hòm. David cũng hội lại các con cháu A-rôn và người Lê-vi. Về dòng Kê-hát có U-ri-ên là trưởng tộc cùng các anh em người, được 120 người. Về dòng Merari có A-sa-gia là trưởng tộc cùng các anh em người, được 220 người. Về dòng Gẹt-xôn có Dô-ên là trưởng tộc cùng các anh em người, được 130 người. Về dòng Elishaphan có Shemaya là trưởng tộc cùng các anh em người, được 200 người. Về dòng Hebron có Eliel là trưởng tộc cùng các anh em người, được 80 người. Về dòng Uziel có Aminadab là trưởng tộc cùng các anh em người, được 112 người. David gọi thầy tế lễ Sa-đốc, Abiathar và những người Lê-vi, tức Uriel, Asaya, Yoel, Shemaya, Eliel và Aminadab mà bảo rằng: các ngươi là tộc trưởng của chi phái Lê-vi. Vậy hãy cùng anh em các ngươi dọn mình cho thánh sạch, rồi khiêng hòm của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel đến nơi mà ta đã sắm sẵn cho hòm. Vì tại lần trước các ngươi không có khiêng hòm, và chúng ta không theo lệ đã định mà cầu vấn Đức Giê-hô-va, nên Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta đã hành hại chúng ta. Vậy những thầy tế lễ và người Lê-vi dọn mình cho thánh sạch, đặng thỉnh hòm của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel. Các con cháu Lê-vi dùng đòn khiêng hòm của Đức Chúa Trời trên vai mình, y như Môi-se đã dạy biểu tùy lời của Đức Giê-hô-va. David truyền cho các trưởng tộc người Lê-vi: hãy cắt trong anh em họ những người hát sướng, cầm các thứ nhạc khí, ống quyển, đờn cầm, chập chỏa để cất tiếng vui mừng vang rền lên. Người Lê-vi bèn cắt Hê-man, con trai của Giô-ên, và A-sáp, con trai của Bê-rê-kia, thuộc trong dòng họ người. Lại về dòng Merari là anh em họ thì đặt Ê-thang, con trai của Cu-sa-gia, chung với các người ấy, lại lập những anh em dòng thứ là Sa-cha-ri, Ben, Ya-si-ên, Shemiramot, Ye-hi-ên, U-ni, Eli-áp, Benaya, Ma-a-se-ya, Ma-ti-thia, Eli-phê-lê, Mít-nê-gia, Obed-ê-đôm và Ye-i-ên là người giữ cửa. Những người hát sướng là Hê-man, A-sáp và Ê-thang, dùng những chập chỏa đồng đặng vang dày lên. Sa-cha-ri, A-si-ên, Shemiramot, Ye-hi-ên, U-ni, Eli-áp, Ma-a-se-ya và Benaya dùng ống quyển thổi theo điệu A-la-mốt. Còn Ma-ti-thia, Eli-phê-lê, Mít-nê-gia, Obed-ê-đôm, Ye-i-ên và A-sa-sia đều dùng đờn cầm đánh theo giọng Sê-mi-nít đặng dẫn tiếng hát. Kenania, trưởng tộc người Lê-vi, cai việc ca sướng và dạy hát vì người giỏi về nghề ấy. Còn Bê-rê-kia và En-ca-na giữ cửa trước hòm giao ước. Shebania, Yosaphat, Nethaneel, Amasai, Sachari, Benaya và Eliese, tức là những thầy tế lễ, đều thổi kèn trước hòm của Đức Chúa Trời. Obed-ê-đôm và Yehiya giữ cửa trước hòm giao ước. Vậy David, các trưởng lão của Israel và các quan tướng ngàn quân đều đi thỉnh hòm giao ước của Đức Giê-hô-va lên từ nhà của Obed-ê-đôm cách vui mừng. Khi Đức Chúa Trời phù trợ người Lê-vi khiêng hòm giao ước của Đức Giê-hô-va,
thì người ta tế lễ 7 con bò đực và 7 con chiên đực. David và các người Lê-vi khiêng hòm, kẻ ca hát và Kenania làm đầu những kẻ hát đều mặc áo vải gai mịn. David cũng mặc trên mình một cái ephod bằng vải gai. Như vậy, cả Israel đều thỉnh hòm giao ước của Đức Giê-hô-va lên, có tiếng vui mừng, tiếng còi, tiếng kèn, chập chọa và vang dày giọng đờn cầm đờn sắt. Khi hòm giao ước của Đức Giê-hô-va đến tại thành David, thì Mi-canh, con gái của Sau-lơ, ngó ngang qua cửa sổ, thấy vua David nhảy nhót vui chơi, thì trong lòng khinh bỉ người. Thi Thiên 133. Kìa, anh em ăn ở hòa thuận nhau, thật tốt đẹp thay. Ấy khác nào dầu quý giá đổ ra trên đầu, chảy xuống râu, tức râu của A-rôn, chảy đến trôn áo người. Lại khác nào sương móc hẹt môn sa xuống các núi Si-ôn. Vì tại đó Đức Giê-hô-va đã ban phước, tức là sự sống cho đến đời đời. Sách Ma-la-chi chương 1. Gánh nặng lời Đức Giê-hô-va cho Israel bởi Ma-la-chi. Đức Giê-hô-va có phán: Ta yêu các ngươi, và các ngươi nói rằng Chúa yêu chúng tôi ở đâu? Đức Giê-hô-va phán: Ê-sao há chẳng phải là anh Gia-cốp sao? Nhưng ta yêu Gia-cốp mà ghét Ê-sao. Ta làm cho những núi nó nên hoang vu và phó sản nghiệp nó cho những chó nơi đồng vắng. Nếu Ê-đôm nói rằng chúng ta đã bị hủy diệt, song chúng ta sẽ trở về dựng lại những nơi đổ nát, thì Đức Giê-hô-va vạn quân cũng phán rằng chúng nó sẽ dựng lại, nhưng ta sẽ đổ xuống. Người ta sẽ gọi chúng nó là cõi độc ác và là dân mà Đức Giê-hô-va nổi giận nghịch cùng đời đời. Mắt các ngươi sẽ thấy và các ngươi sẽ nói rằng nguyền Đức Giê-hô-va là lớn ngoài cõi Israel. Con trai tôn kính cha mình, đầy tớ tôn kính chủ mình. Vậy nếu ta là cha, nào sự tôn kính thuộc về ta ở đâu? Và nếu ta là chủ, nào sự kính sợ ta ở đâu? Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy cùng các ngươi: Hỡi các thầy tế lễ khinh dễ danh ta. Các ngươi lại nói rằng chúng tôi có khinh dễ danh ngài ở đâu? Các ngươi dâng bánh ô uế trên bàn thờ ta, rồi các ngươi nói rằng chúng tôi có làm ô uế ngài ở đâu? Ấy là ở điều các ngươi nói rằng bàn của Đức Giê-hô-va đáng khinh dễ. Khi các ngươi dâng một con vật mù làm của lễ, điều đó há chẳng phải là dữ sao? Khi các ngươi dâng một con vật què hoặc đau, điều đó há chẳng phải là dữ sao? Thử dâng nó cho quan trấn thủ ngươi, thì ngươi há đẹp lòng và vui nhận cho ngươi sao? Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy: Các ngươi đã làm điều đó. Nay ta xin các ngươi hãy nài xin ơn Đức Chúa Trời, hầu cho ngài làm ơn cho chúng ta, thì ngài há sẽ nhận một người nào trong các ngươi sao? Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Ước gì trong các ngươi có một người đóng các cửa, hầu cho các ngươi không nhen lửa vô ích nơi bàn thờ ta. Đức Giê-hô-va vạn quân phán: Ta chẳng lấy làm vui lòng nơi các ngươi, và ta chẳng nhận nơi tay các ngươi một của dân nào hết. Vì từ nơi mặt trời mọc cho đến nơi mặt trời lặn, danh ta sẽ là lớn giữa các dân ngoại. Trong khắp mọi nơi, người ta sẽ dâng hương và của lễ thanh sạch cho danh ta, vì danh ta sẽ là lớn giữa các dân ngoại. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Song các ngươi đã làm uế tục danh ta mà rằng bàn của Đức Giê-hô-va là ô uế, đồ ăn đến từ trên nó là đáng khinh dễ. Các ngươi lại nói rằng: Ôi, việc khó nhọc là dường nào, rồi các ngươi khinh dễ nó. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Các ngươi đem đến vật bị cướp, vật què và đau, đó là của các ngươi đem dâng cho ta. Ta há có thể nhận vật này nơi tay các ngươi sao? Đức Giê-hô-va phán vậy. Đáng rủa thay là kẻ hay lừa dối. Trong bầy nó có con đực mà nó hứa nguyện và dâng con tàn tật làm của lễ cho Chúa. Đức Giê-hô-va vạn quân phán: Vì ta là vua lớn, danh ta là đáng sợ giữa các dân ngoại. Chương 2. Hỡi các thầy tế lễ, bây giờ ta truyền lệnh này về các ngươi.
nếu các ngươi chẳng nghe và không để lòng dâng sự vinh hiển cho danh ta, thì Đức Giê-hô-va vạn quân phán: Ta sẽ giáng sự rủa sả trên các ngươi và sẽ rủa sả những phước lành của các ngươi. Và ta đã rủa sả rồi, vì các ngươi không để điều đó vào lòng. Này, ta sẽ quở trách giống gieo của các ngươi, rải phân trên mặt các ngươi, tức là phân của những của lễ các ngươi. Các ngươi sẽ bị đem đi với phân ấy. Các ngươi sẽ biết rằng ta đã truyền lệnh này cho các ngươi để làm giao ước của ta với Lê-vi. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Giao ước của ta với Lê-vi vốn là sự sống và sự bình an mà ta đã ban cho nó, hầu cho nó kính sợ ta, thì nó đã kính sợ ta và run rẩy trước danh ta. Luật pháp của sự chân thật đã ở trong miệng nó, trong môi miếng nó chẳng có một sự không công bình nào. Nó đã bước đi với ta trong sự bình an và ngay thẳng, làm cho nhiều người xây bỏ khỏi sự gian ác. Vì môi miếng của thầy tế lễ nên giữ sự thông biết, người ta tìm luật pháp trong miệng nó, vì nó là sứ giả của Đức Giê-hô-va vạn quân. Nhưng trái lại, các ngươi đã xây khỏi đường lối, làm cho nhiều người vấp ngã trong luật pháp và đã làm sai giao ước của Lê-vi. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy nên, ta cũng đã làm cho các ngươi ra khinh bỉ hèn hạ trước mặt cả dân, vì các ngươi chẳng giữ đường lối ta hay vị nể người ta trong luật pháp. Hết thảy chúng ta chẳng phải là có chung một cha sao? Chẳng phải chỉ có một Đức Chúa Trời đã dựng nên chúng ta sao? Vậy sao ai nấy đãi anh em mình cách gian dối, phạm giao ước của tổ phụ chúng ta? Giu-đa đã ăn ở cách lừa phỉnh và đã phạm một sự gớm ghiếc trong Israel và trong Jerusalem, vì Giu-đa đã làm uế sự thánh khiết của Đức Giê-hô-va là sự ngài ưa, mà cưới con gái của thần ngoại. Phạm ai làm sự đó, hoặc kẻ thức, hoặc kẻ trả lời, hoặc kẻ dân của lễ cho Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Giê-hô-va sẽ trừ họ khỏi các trại của Gia-cốp. Các ngươi lại còn làm sự này. Các ngươi lấy nước mắt, khóc lóc, than thở mà che lấp bàn thờ Đức Giê-hô-va, nên nỗi ngài không nhìn đến của lễ nữa và không vui lòng nhận lấy vật dâng bởi tay các ngươi. Các ngươi lại nói rằng: Vì sao? Ấy là vì Đức Giê-hô-va làm chứng giữa ngươi và vợ ngươi lấy lúc tuổi trẻ, mà ngươi đãi nó cách phỉnh dối, dầu rằng nó là bạn ngươi và là vợ giao ước của ngươi. Vả, hơi sống của Đức Chúa Trời dầu có dư dật chỉ làm nên một người mà thôi. Nhưng vì sao chỉ làm một người? Ấy là vì tìm một dòng dõi thánh. Vậy các ngươi khá cẩn thận trong tâm thần mình, chớ đãi cách phỉnh dối với vợ mình lấy lúc tuổi trẻ. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel có phán rằng: Ta ghét người nào bỏ vợ và người nào lấy sự hung dữ che áo mình. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối. Các ngươi đã làm phiền Đức Giê-hô-va bởi những lời nói mình. Các ngươi lại nói rằng: Chúng tôi có làm phiền ngài ở đâu? Ấy là khi các ngươi nói: Ai làm điều dữ thì đẹp mắt Đức Giê-hô-va và ngài ưa thích những người như vậy. Bằng chẳng vậy thì nào Đức Chúa Trời của sự chính trực ở đâu? Chương 3. Này, ta sai sứ giả ta, người sẽ dọn đường trước mặt ta, và Chúa mà các ngươi tìm kiếm sẽ thình lình vào trong đền thờ ngài, tức là thiên sứ của sự giao ước mà các ngươi trông mong. Này, ngài đến, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Nhưng ai sẽ đương nổi ngày ngài đến, và ai đứng được khi ngài hiện ra? Vì ngài giống như lửa của thợ luyện, như tro thợ giặt. Ngài sẽ ngồi như kẻ luyện bạc và làm cho sạch. Ngài sẽ chùi các con trai Lê-vi, làm cho chúng nó sạch như vàng và bạc. Chúng nó sẽ dâng của lễ cho Đức Giê-hô-va trong sự công bình. Bây giờ của lễ của Giu-đa và của Giê-ru-sa-lem sẽ được đẹp lòng Đức Giê-hô-va như những ngày xưa và như những năm thượng cổ. Ta sẽ đến gần các ngươi đặng làm sự đoán xét, và ta sẽ vội vàng làm chứng nghịch cùng những kẻ đồng bóng tà dâm, những kẻ thề dối, những kẻ gạt tiền công của người làm thuê, hiếp đáp kẻ quá bụa và kẻ mồ côi, những kẻ làm hại người khách lạ và những kẻ không kính sợ ta. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vì ta là Đức Giê-hô-va,
ta không hề thay đổi. Bởi cớ đó, các ngươi là con trai Gia-cốp chẳng bị diệt vong. Từ những ngày tổ phụ các ngươi đã xây bỏ luật lệ ta và không vâng giữ. Hãy trở lại cùng ta, thì ta sẽ trở lại cùng các ngươi, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Nhưng các ngươi nói rằng, bởi đâu chúng tôi sẽ trở lại? Người ta có thể ăn trộm Đức Chúa Trời sao, mà các ngươi ăn trộm ta? Các ngươi nói rằng, chúng tôi ăn trộm Chúa ở đâu? Các ngươi đã ăn trộm trong các phần mười và trong các của dân. Các ngươi bị rủa sả vì các ngươi thảy cả nước đều ăn trộm ta. Các ngươi hãy đem hết thảy phần mười vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà ta. Và từ nay, các ngươi khá lấy điều này mà thử ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán, xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi, đến nỗi không chỗ chứa chăng. Ta sẽ vì các ngươi ngăn cấm kẻ cắn nuốt, nó sẽ không phá hại bông trái của đất các ngươi, và những cây nho các ngươi trong đồng ruộng cũng sẽ không rụng trái trước khi đến mùa, Đức Giê-hô-va phán vậy. Mọi nước sẽ xưng các ngươi là có phước, vì các ngươi sẽ là đất vui thích, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Đức Giê-hô-va phán, các ngươi đã lấy lời ngang trái nghịch cùng ta, nhưng các ngươi nói rằng, chúng tôi có nói gì nghịch cùng Ngài? Các ngươi có nói, người ta hầu việc Đức Chúa Trời là vô ích. Chúng ta giữ điều Ngài dạy phải giữ và bước đi cách buồn rầu trước mặt Đức Giê-hô-va vạn quân thì có lợi gì? Rày, chúng ta kể kẻ kiêu ngạo là có phước, kẻ phạm sự hung ác là tấn tới. Họ đã thử Đức Chúa Trời và đã được giải thoát. Bây giờ, những kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va nói cùng nhau, thì Đức Giê-hô-va để ý mà nghe, và một sách để ghi nhớ được chép trước mặt Ngài cho những kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va và tưởng đến danh Ngài. Đức Giê-hô-va vạn quân phán, những kẻ ấy sẽ thuộc về ta, làm cơ nghiệp riêng của ta trong ngày ta làm, và ta sẽ tiếc chúng nó như một người tiếc con trai mình hầu việc mình. Bây giờ, các ngươi sẽ trở lại và sẽ phân biệt giữa kẻ công bình và kẻ gian ác, giữa kẻ hầu việc Đức Chúa Trời và kẻ không hầu việc Ngài. Chương 4. Vì này, Ngài đến cháy như lò lửa. Mọi kẻ kiêu ngạo, mọi kẻ làm sự gian ác sẽ như rơm cỏ, Đức Giê-hô-va vạn quân phán. Ngày ấy đến, thiêu đốt chúng nó, chẳng để lại cho chúng nó hoặc rễ hoặc nhành. Nhưng về phần các ngươi là kẻ kính sợ danh ta, thì mặt trời công bình sẽ mọc lên cho, trong cánh nó có sự chữa bệnh. Các ngươi sẽ đi ra và nhảy nhót như bò tơ của chuồng. Các ngươi sẽ giày đạp những kẻ ác, vì trong ngày ta làm, chúng nó sẽ như là tro dưới bàn chân các ngươi, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Các ngươi khá nhớ lại luật pháp của đầy tớ ta là Môi-se mà ta đã truyền cho nó tại Horeb, tức là những lệ luật và mạng lệnh cho cả Israel. Này, ta sẽ sai đấng tiên tri Eli đến cùng các ngươi trước ngày lớn và đáng sợ của Đức Giê-hô-va chưa đến. Ngươi sẽ làm cho lòng cha trở lại cùng con cái, lòng con cái trở lại cùng cha, kẻo ta đến lấy sự rủa sả mà đánh đất này. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài.
Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn, hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.